Vào tối qua, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Linh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Đức Linh, 1 tháng 5 1983, 1 tháng 5 2023 và 48 năm ngày giải phóng quê hương Hoài Đức Đức Linh, 23 tháng 3 1975, 23 tháng 3 2023. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tham dự về phía huyện Đức Linh có đồng chí Nguyễn Văn Húy, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các cơ quan, đơn vị, các dân tộc, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ tri thức tiêu biểu của huyện. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, đồng chí Nguyễn Văn Húy, Bí thư Huyện ủy Đức Linh đã đọc diễn văn ôn lại quá trình từ lúc tái lập huyện Đức Linh cho đến nay. Cách đây 40 năm, vào ngày 1 tháng 5 năm 1983, Đức Linh được tái lập trên cơ sở chia tách huyện Đức Linh thành hai huyện Đức Linh và Tánh Linh. Khi mới được tái lập, Đức Linh là một trong những huyện khó khăn của tỉnh, cơ sở hạ tầng yếu kém, kinh tế quy mô nhỏ, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, thương mại và dịch vụ kém phát triển, chất lượng nguồn nhân lực thấp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn nhiều thiếu thốn. Sau 40 năm, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Đức Linh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Nổi bật là cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp hợp lý trong toàn bộ cơ cấu nền kinh tế. Theo đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 13,2%. Sản xuất nông nghiệp năm 1983 từ chỗ bảo đảm đủ ăn, có dự trữ và làm nghĩa vụ ngày càng nhiều cho nhà nước. Đến năm 2022, tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 134.892 tấn, tăng gấp hơn 16 lần so với năm 1983. Thu ngân sách của huyện hàng năm đều tăng cao. Năm 2005 chỉ thu được 25,3 tỷ đồng, thì đến năm 2022 đã tăng gấp 7,1 lần lên 182 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2022 đạt 60,2 triệu đồng một người một năm, tăng gấp hàng chục lần so với năm 1983. Đến nay, huyện Đức Linh không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn hơn 3%. Đồng thời, trên các lĩnh vực văn hóa xã hội có sự phát triển nhanh. Hiện nay, 100% trường học trên địa bàn huyện đã được kiên cố hóa và phân bố đều khắp các địa bàn dân cư. Đặc biệt, năm 2020, Đức Linh là huyện đầu tiên trong đất liền của tỉnh Bình Thuận được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Đức Linh đạt được trong suốt chặng đường 40 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, góp phần thiết thực vào thành tựu chung của cả tỉnh. Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện Đức Linh cần năng động, nhạy bén trong phát triển kinh tế xã hội, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung động lực để phát triển. Chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Phải xác định xây dựng chỉnh đốn Đảng là then chốt, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của huyện có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tích cực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân. Tại lễ kỷ niệm, huyện Đức Linh cũng đã long trọng tổ chức đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước trao tặng về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Huân chương lao động hạng 3 trong phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và công nhận huyện đạt nông thôn mới năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.